Và ở phần này chúng ta sẽ đến những tuyệt chiêu livestream bán hàng đỉnh cao. Đây là một số bí mật mà ít người biết. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn ngay lập tức. Bước số 1 trong việc livestream bán hàng thì bạn phải biết cách để thiết lập mục tiêu. Bạn phải biết là cái lập mục tiêu rằng là gì ạ? Trong cái livestream này bạn sẽ phải bán được bao nhiêu đơn hàng và bán sản phẩm gì. Có rất nhiều người cứ livestream mà họ bước lên và họ chẳng biết livestream để làm gì luôn. Họ chẳng có mục tiêu gì, không có mục tiêu bán hàng, cũng chẳng có mục tiêu chia sẻ. Họ thích thì họ làm rồi. Và những người làm theo cảm hứng này họ sẽ không làm được đâu. Và lời khuyên dành cho bạn là muốn bán được hàng, bạn phải có mục tiêu trong đầu đó. Mục tiêu của mình là phải bán được bao nhiêu đơn hàng, mục tiêu của mình là phải bán cái gì. Thì bước số 1 là thiết lập mục tiêu. Hãy nhớ, cái gì có trong đầu thì có trên tay, không có trong đầu thì sẽ không có trên tay của bạn. Và có trong đầu này phải ghi con số xuống. Bạn cần phải thiết lập là mục tiêu của bạn bán được bao nhiêu đơn hàng. Và lúc này mục tiêu bạn bán được đơn hàng thì bạn cần biết được sẽ có bao nhiêu người xem, sẽ bao nhiêu người comment sẽ ra được một đơn hàng, kiểu dạng như vậy. Và bạn phải làm trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu. Và sau cái phần mục tiêu bán hàng thì đến bước tiếp theo mà bạn phải có được, bạn phải chuẩn bị được. Đó là gì ạ? Những cái nội dung và sản phẩm, những hình ảnh về sản phẩm, những sản phẩm ở trên tay. Bạn muốn bán, ví dụ như Trần Toản muốn bán chiếc điện thoại thì Trần Toản phải có điện thoại ở trên tay, phải có vài cái điện thoại trên tay để Trần Toản có thể giới thiệu về sản phẩm, Toản bóc ra, Toản review cho các anh chị thấy, Toản cho các anh chị xem, Toản nhìn. Ví dụ như vậy thì Toản cũng dễ dàng bán được điện thoại. Cho nên là bạn phải có chuẩn bị về sản phẩm cho nó đẹp, cho lung linh và cho tốt nhất. Và thứ hai nữa, bạn phải chuẩn bị kỹ năng, cái kiến thức kỹ về sản phẩm đó. Bạn phải am hiểu về sản phẩm, những tính chất, những đặc tính của sản phẩm. Và bước tiếp theo nữa, bạn phải hiểu được rằng gì ạ, những giá trị mà sản phẩm có thể mang lại, có thể giúp đỡ khách hàng của bạn. Thì như vậy thì bạn mới có dễ dàng để tư vấn, để chia sẻ, để bán hàng. Và điều tuyệt vời nữa mà bạn nên biết, bạn nên nắm được, đó là gì ạ? Ngoài cái kỹ năng ấy ra, ngoài hình ảnh ấy ra, và bước tiếp theo nữa bạn phải nắm được cái mà khách hàng muốn trải nghiệm như nào. Bạn phải bóc sản phẩm ra, bạn review, bạn cho khách hàng thấy. Khi khách hàng thấy, khách hàng trải nghiệm, khách hàng thử nghiệm thì khách hàng mới cảm tưởng rằng họ đang ở bên cạnh đấy, họ có thể đến xem để mua hàng được. Và bước tiếp theo nữa trong cái quá trình bán hàng như vậy, bạn phải gây được sự tò mò, sự hài hước, rồi những giá trị tuyệt vời mà có thể mang lại cho khách hàng. Bước tiếp theo nữa, bạn sẽ phải làm sao để cho khách hàng cảm thấy rằng gì ạ? Cái sự khan hiếm đã được tạo ra. Tức là cái phong cách, cái tác phong bán hàng của bạn là bạn còn bao nhiêu sản phẩm, còn ít hay còn nhiều. Tức là bạn sẽ phải đưa ra và tạo ra cái độ khan hiếm của sản phẩm. Tiếp theo nữa, bạn có những cam kết tuyệt vời, bạn có những lợi ích được phân biệt ra. Và mỗi một tính năng bạn sẽ biến nó thành 10 lợi ích khác nhau. Ví dụ như điện thoại có tính năng là gì ạ? Tính năng là chụp ảnh đẹp. Thì bạn phải cho khách hàng thấy rằng là gì ạ? Nó lợi ích của chụp ảnh đẹp, nó là cái gì? Nó có giá trị gì? Và bước tiếp theo nữa trong việc bán hàng là bạn phải biết cách upsell, bạn phải biết cách downsell. Và điều quan trọng, điều tuyệt vời mà như ở phần trước Toản đã đào tạo, đã huấn luyện các anh chị, đó là feedback của khách hàng. Những cái khách hàng mà có những cái feedback tốt thì dễ bán hàng. Ví dụ bạn nhìn thấy một khách hàng nào đó đã mua hàng của bạn mà đang comment, thì bạn có thể gọi tên họ lên, bạn đã kể câu chuyện về người đó, hoặc kể câu chuyện về một ai đó đã sử dụng sản phẩm của bạn thành công, hoặc kể câu chuyện về chính bản thân bạn luôn, bạn trước đây như thế nào khi sử dụng sản phẩm, bạn đã trở thành một người như thế nào. Thì đó nó dễ dàng đi vào lòng người bằng cách kể chuyện và cái feedback như vậy. Và tiếp theo nữa, bạn muốn bán hàng thành công thì cái ngôn từ của bạn nói phải tốt, phải lưu loát, rồi bạn phải dẫn dắt được tốt. Và cái điều tuyệt vời mà bạn muốn bán hàng được thì đó là kỹ năng xử lý sự từ chối. Bạn phải có kỹ năng xử lý sự từ chối. Nếu như bạn không xử lý sự từ chối tốt, khách hàng liên tục từ chối bạn và không hàng còn bạn nữa. Và ở phần tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với bạn những kỹ năng để xử lý từ chối. Và khách hàng sẽ thường từ chối chúng ta bằng những điều gì. Và việc tiếp theo, chúng ta sẽ phải xử lý sự từ chối trước khi đưa ra lời chào hàng, trước khi đưa ra lời bán hàng, và trước khi lời đề nghị khách hàng mua hàng, là chúng ta sẽ phải biết xử lý sự từ chối. Thường chúng ta là xử lý sau khi bán hàng, nhưng mà những người bán hàng thành công là họ sẽ xử lý trước khi họ đưa ra một mức giá, trước khi họ đưa ra một sản phẩm. Và hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo, xử lý sự từ chối.